Cuộc đời con gái cả đại tướng Võ Nguyên Giáp. Võ Hồng Anh 1939 đến 2009 là một nữ giáo sư tiến sĩ nổi tiếng về ngành toán lý tại Việt Nam. Bà là người đầu tiên nhận được giải thưởng Kovalevskaya năm 1988. Bà là con gái đầu của đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thị Quang Thái. Thân thế, tài liệu giáo sư Việt Nam, nhà xuất bản khoa học xã hội năm 2004, ghi rõ bà sinh ngày 4 tháng 12 năm 1942 tại Hà Nội. Tuy nhiên, theo thông tin của các cựu học sinh trường thiếu nhi Việt Nam Internat Moscow và bạn học của bà thì bà sinh năm 1939. Điều này phù hợp với hồi ký của cha bà cũng như các bạn bè của song thân bà. Cha bà là nhà cách mạng và nhà quân sự người Việt Nam Võ Nguyên Giáp. Mẹ của bà cũng là một nhà cách mạng tên Nguyễn Thị Quang Thái, em ruột của Nguyễn Thị Minh Khai, cũng là một nhà cách mạng Việt Nam nổi tiếng. Thời thơ ấu, ngay sau khi sinh bà được đầy năm thì cha bà sang Trung Quốc hoạt động. Sau đó, bà được mẹ đưa về sống tại nhà ông bà ngoại tại Vinh. 2 năm sau, mẹ bà bị chính quyền thực dân Pháp bắt. Bà được bà nội đón về An Xá Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình nuôi dưỡng. Mẹ bà qua đời cuối năm 1944 tại nhà thương Robin, nay là Bệnh viện Bạch Mai, bởi bệnh thương hàn. Bà sống với ông bà nội mãi đến năm 1946 mới gặp lại cha, bấy giờ là một lãnh đạo cao cấp của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Toàn quốc kháng chiến nổ ra, chiến sự lan dần đến Quảng Bình, bà được bà nội đưa đi sơ tán tại Thanh Chương, Nghệ An. Năm 1951, bà được gặp lại cha lần thứ hai. Sau đó, bà được chính phủ bố trí đưa sang học tại Quế Lâm và khu học xá Nam Ninh, Trung Quốc. Năm 1954, bà được đưa sang Liên Xô và theo học trường thiếu nhi Việt Nam Internat Moscow. Năm 1959, bà tốt nghiệp phổ thông với huy chương vàng. Sau đó, bà theo học ngành vật lý lý thuyết lượng tử, Đại học Tổng hợp Quốc gia Lomonosov Moscow. Bà tốt nghiệp năm 1965 với bằng đỏ hạng ưu. Công tác nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp, bà về nước và được phân công làm cán bộ nghiên cứu thuộc Ban Toán, Lý, Ủy ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước. Năm 1966, bà lại được cử sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh. Năm 1969, bà bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ toán, lý về lý thuyết plasma tại Hội đồng Khoa học Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân thuộc Trường Đại học Tổng hợp Moscow, Liên Xô. Sau khi bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ, bà được phân công về làm việc tại Trung tâm Vật lý Lý thuyết, Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam. Đồng thời, bà cũng được mời làm cộng tác viên cao cấp tại Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Quốc tế Dubna, Liên Xô. Năm 1979, bà lại sang Liên Xô, chính thức làm việc tại Viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna. Sau đó bảo vệ thành công luận án tiến sĩ toán, lý với đề tài lý thuyết tác động tham số của bức xạ điện tử mạnh lên các tinh thể, tại Hội đồng Khoa học Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna năm 1982. Năm 1983, bà về nước, tiếp tục công tác tại Viện Khoa học Việt Nam và được phong học hàm giáo sư. Năm 1987, bà về làm việc tại Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia, sau là Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, phó phòng rồi trưởng phòng vật lý lý thuyết và tính toán. Năm 1998, bà công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Cơ bản và Tính toán, Viện Khoa học Kỹ thuật Hạt nhân, Viện Năng lượng Nguyên tử Quốc gia cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2003. Những năm cuối đời, bà dành hết sức lực cho hoạt động của Hội Khuyến học Việt Nam. Bà qua đời ngày 18 tháng 7 năm 2009 tại Hà Nội. Mộ phần của bà được đặt tại Nghĩa trang Thanh Tước, Hà Nội. Thành tích: trong suốt gần 40 năm làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, bà đã được thỉnh giảng, trao đổi nghiên cứu, dự hội nghị khoa học ở Liên Xô, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, các nước Đông Âu, Ý, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia. Bà cũng đã cho xuất bản trên 50 công trình khoa học được công bố, phần lớn ở nước ngoài. Trong số đó có cuốn sách về lý thuyết tương tác của bức xạ cường độ mạnh lên chất rắn, xuất bản ở Nga. Bà cũng đã từng được khen thưởng Toàn viện Liên hợp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna khóa 1979 đến 1983. Năm 1988, bà là người phụ nữ đầu tiên của ngành vật lý được tặng giải thưởng khoa học quốc tế Kovalevskaya, giải thưởng cao nhất của Việt Nam về khoa học kỹ thuật dành cho các nhà khoa học nữ. Ngoài ra, bà còn được trao tặng huy chương vì sự nghiệp khoa học và công nghệ và huy chương vì sự nghiệp khuyến học cho những đóng góp của mình trong việc nghiên cứu khoa học và công tác khuyến học. Đời tư,
Bà lập gia đình với tiến sĩ vật lý lý thuyết Phan Trúc Long, con trai đầu của luật sư Phan Anh. Ông Long mất cuối thập niên 1990 tại Moscow do tai nạn giao thông. Ông bà có với nhau một người con trai duy nhất là Phan Hồng Việt, một vũ sư dance pop nổi tiếng. Phan Hồng Việt lập gia đình với Hoàng Thu Trang, cũng là một vũ sư dance pop hàng đầu Việt Nam. Hai người là cặp đôi từng đoạt chức vô địch quốc gia dance pop Việt Nam năm 2007, từng tham dự giải WDSF Standard Open 2011 với thứ hạng chung cuộc 13/22. Võ Hồng Anh, lặng lẽ dâng hiến, lặng lẽ ra đi. Ngày 21 tháng 7 năm 2009, giới khoa học Việt Nam vừa vĩnh biệt đưa tiễn giáo sư, tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh về cõi vĩnh hằng trong niềm tiếc thương một tài năng và nhân cách lớn. Là người con duy nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái, bà Võ Hồng Anh phấn đấu bền bỉ từ thiếu sinh quân trở thành một giáo sư, tiến sĩ khoa học toán lý tài năng, được tặng giải thưởng Kovalevskaya năm 1988. Bà là một người giàu nghị lực, lặng lẽ sống và dâng hiến. Chúng tôi có may mắn được tiếp xúc, làm việc với giáo sư, tiến sĩ khoa học Võ Hồng Anh nhiều lần tại nhà riêng của bà tại phố Hoàng Diệu, Hà Nội cũng như ở tòa soạn báo Công an Nhân dân ở 66 Thợ Nhuộm. Nghe danh bà đã lâu, biết bà là con của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lừng danh, nhưng những lần được làm việc với bà luôn để lại trong lòng chúng tôi sự khâm phục và kính trọng. Là một nhà khoa học tự nhiên, nhưng khi được trò chuyện với bà, nhiều người đã đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác bởi giọng nói nhẹ nhàng, thanh thoát với sự diễn đạt chính xác đến từng chi tiết ẩn sâu trong tầm tư duy giàu hình ảnh, giàu ngôn ngữ như một nhà văn. Ở bà luôn toát lên sự khiêm nhường, nhưng đó là sự khiêm nhường của một con người giàu nghị lực, ý chí vượt khó, biết làm chủ tài năng của mình. Đến bây giờ, nhiều người thật khó cắt nghĩa được ở vào hoàn cảnh sống thiếu thốn sự chăm sóc của người mẹ và người cha phải lo việc nước. Bà Võ Hồng Anh đã tự lập sống như thế nào để vươn lên thành một nhà khoa học tài năng. Mẹ bà, nhà cách mạng Nguyễn Thị Quang Thái, em ruột của chiến sĩ Cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai, hy sinh trong nhà giam Hỏa Lò năm 1944 lúc Võ Hồng Anh mới 2 tuổi. Cha lại đang ở Trung Quốc, mãi tới sau cách mạng tháng 8 1945, bà mới biết mặt người cha. Có lần tâm sự với chúng tôi, bà Võ Hồng Anh nói rằng, bà nhớ ra giết những năm tháng tuổi thơ của mình là sống với bà nội ở Quảng Bình và những lần sơ tán, chạy giặc từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh, Nghệ An. Sống trong sự đùm bọc, chở che của những người dân khu 4 thời gian khó chống thực dân Pháp, những củ sắn, củ khoai, mái tranh mái dạ của những người dân quê nghèo thủy chung đã nuôi lớn dần ý chí tự lập của bà. Chưa đầy một tuổi đã cùng mẹ tiễn cha bí mật sang Trung Quốc tìm gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, mãi đến năm 1946, Võ Hồng Anh mới gặp lại cha mình. Đó là lần gặp đầu tiên năm 1946, Võ Hồng Anh đã không nói một lời nào với cha, dẫu trong suốt thời gian xa cách ấy, bà đã luôn nghĩ về ba với niềm tự hào trong trẻo nhất, lòng tin yêu máu thịt nhất. Bà kể, năm 1946, khi tôi được gặp ba lần đầu, trong dịp ba ghé thăm ông bà nội và tôi ở Đồng Hới, Quảng Bình trên đường đi Kinh Lý Nam Bộ, thì tôi lại ngậm thinh, nhất định không nói một lời nào, kể cả khi ba bế tôi ra chỗ vắng, chỉ với một câu hỏi, có nhớ, có thương ba không? Và lần thứ hai vào năm 1951, sau chiến thắng của ta ở Chùa Non Nước Ninh Bình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đạp xe thẳng từ đấy về Thanh Chương, Nghệ An thăm hai bà cháu. Lúc đó ba có hỏi gì, bà cũng lặng thinh. Kể cả lúc ba đèo con gái bằng xe đạp lên chợ Dạng, Đô Lương thăm cậu ruột của bà, dọc đường ba lại hỏi, con có nhớ ba không? Bà cũng im lặng trong tiếng xích xe đạp lạo xạo đường quê. Những chi tiết như thế báo hiệu đã hình thành ở bà một cá tính gan góc, lối tư duy tự lập phù hợp với một nhà khoa học tương lai. Có lẽ bà cũng từng sa sót do bận việc nước mà không có thời gian chăm sóc con thơ, thương con hơn ai hết nên bà rất hiểu tính khí đặc biệt của con gái, nên giữa hai cha con hình thành nên sự hiểu nhau không cần lời. Hay nói một cách khác, đó là những thông điệp không lời. Nhiều người tiếp xúc, làm việc với bà Võ Hồng Anh đều có chung một nhận xét, dường như chưa bao giờ bà có ý coi mình là con gái của vị tướng lừng lẫy. Bà tự làm tất cả mọi việc trong sự thiếu vắng tình yêu người mẹ. Bà từng cùng bà nội đi bộ từ Thanh Chương, Nghệ An ra chiến khu Việt Bắc những năm cuối kháng chiến chống Pháp để sống bên người cha. Hơn 10 tuổi đã nghe lời cha đọc thuộc lòng tập sách Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi của Bác Trường Chinh, sau này học lớp 4 ở Quế Lâm, Trung Quốc, Võ Hồng Anh đã làm một bài luận phân tích tác phẩm này đạt điểm 10. Bà cũng từng nghe lời ba đi đôi ủng cao ngập chân cùng các chú bộ đội trồng rau, tăng gia sản xuất. Có lần bà tâm sự với chúng tôi, bà hiểu vì sao ba luôn khắc ghi vào tim lời Bác Hồ dạy ở Bác Bó vẻn vẹn có 4 chữ dĩ công vi thượng. Nghĩa là làm việc gì mà đặt việc công lên trên hết thì sẽ thành công,
sẽ vượt qua mọi thử thách, sẽ giữ tấm lòng son trong sáng. Phải chăng với những cảm nhận sâu xa như vậy đã thôi thúc bà bền chí tự lập, phấn đấu không mệt mỏi trở thành một nhà khoa học nữ tài năng, đầy cá tính? Do quá mải mê công việc, những lần bà hẹn đến làm việc để chỉnh sửa bản thảo này đã không được chúng tôi thu xếp, nay bà ra đi thật ân hận xiết bao.